mừng Giáng sinh nha. Mẹ mình nói sẽ mua cho mình bộ xe lửa để làm quà đó. Giáng sinh năm nay ba mình sẽ mua cho mình một con robot. Thật ra thì mình cũng không quan tâm chuyện quà Giáng sinh cho lắm, nhưng nếu họ tặng quà cho mình thì mình vẫn sẽ nhận. Còn bạn thì sao? Mình hả? Chắc là ba mẹ sẽ tặng gì đó cho mình thôi mà. Sao năm nào cũng có vụ này hết vậy? Ba mẹ ơi, con nghĩ là con cần một chiếc xe đạp để đi đó ba mẹ. Ba mẹ có nghĩ giống như con không? Con cần để làm gì? Thì con mới nói là để đi mà. Tháng này nhà của chúng ta không có dư nên không có được đâu. Với lại con đang phát triển thì đi xe đạp làm gì? Đi bộ đi cho mau cao lớn. Anh thấy Chandu đã nhắc về cái vụ xe đạp này từ lâu lắm rồi á. Sao chúng ta không mua cho con bé một chiếc đi em? Vậy anh định sẽ mua cho nó có đúng không? Ôi trời ơi, tiền lương anh đưa hết cho em rồi còn gì. Tiền ra ngoài uống rượu anh còn không có nữa mà. Nếu bây giờ mình muốn mua cái gì cho Chandu thì phải mua thêm hai phần nữa đó. Xe đạp có thể xài chung được mà. Mình chỉ cần mua một chiếc cho con bé. Hay vậy cho nên em cứ suy nghĩ. Thôi được rồi. Ác mộng Giáng sinh. Bực mình quá à. Tới bao giờ ba mẹ mới không nghĩ tới chuyện tiền bạc nữa đây? Cô gái ơi, hãy mau thức dậy đi. Hôm nay là ngày lễ Giáng sinh. Đây là bác quản gia nhà Sơn Hôn mà. Trời đã sáng lắm rồi, đã đến giờ phải dậy. Bác quản gia đang làm gì ở nhà con vậy? Bắt đầu từ sáng hôm nay, tôi sẽ làm việc ở đây thưa cô chủ. Cô cần phải thức dậy ngay lập tức, bởi vì ông chủ và bà chủ đang đợi cô ở bên ngoài. Ông chủ và bà chủ. Xin chào con gái nhỏ của ta, chúc mừng Giáng sinh. Có chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Ba chờ con gái để chào buổi sáng bởi vì ba sắp phải đi rồi. Lát nữa ba phải đáp một chuyến bay để đi công tác. Chandu à, Giáng sinh này ba có một món quà lớn cho con, chắc chắn con sẽ không thất vọng đâu. Món quà lớn sao? Nó là gì vậy ba? Thôi chết, sao chưa gì mà đã đến giờ rồi. Xin lỗi Chandu, nhưng chuyện món quà con cứ hỏi bác quản gia nha. Giờ ba phải đi liền đây. Ủa? Nhìn ba con có vẻ vui quá à. Mẹ ơi, ba đi công tác chừng nào mới về hả mẹ? Hình như hồi nãy ba con nói là đi một tháng thì phải. Đi một tháng lận sao? Vì ba của con phải kiếm tiền cho nên rất là bận rộn. Vậy sao? Mimi và Barbie có nhà không hả mẹ? Con còn chưa tỉnh ngủ nữa hả? Mimi và Barbie đang đi du học ở Mỹ mà. Du học hả? Ông quản gia, ông mau đưa Chandu đi học giùm tôi đi. Dạ bà chủ, cô chủ xin mời bên này. Nghĩa là mình chỉ có một mình thôi sao? Trời ơi, nó đẹp quá đi. Xin lỗi thưa tiểu thư. Ủa? Xin hỏi có thể cho tôi chút đồ ăn không? Sơn Hôn à? Bạn đang làm gì ở đó vậy? Mau tránh ra, thằng bé ăn mày kìa. Tôi đã nói với cậu rồi, không được bén mảng tới đây nữa mà. Không mau đi đi. Tôi xin lỗi rất nhiều. Đó là Sơn Hôn mà, bác không biết bạn ấy hả? Tiểu thư à, cậu ta chỉ là một tên ăn mày dơ bẩn mà thôi. Bác quản gia ơi, chúng ta đang đi đâu vậy? Chúng ta sẽ đi đến buổi tiệc Giáng sinh mà ông chủ đã đặc biệt chuẩn bị dành cho tiểu thư. Là một buổi tiệc Giáng sinh sao? Mọi người đã đến từ sớm và đang đợi tiểu thư ở bên trong. Đợi con hả bác? Bạn đã tới tham dự buổi tiệc Giáng sinh đặc biệt của Chandu. Mọi người hãy chơi cho thật vui vẻ nha. Tiểu thư Chandu, chúng tôi đã chuẩn bị cho cô một số món quà và để ở bên này. Cô hãy mau xem đi. Tất
cả quà này đều là của em thiệt sao? Đúng vậy. Nếu như mọi người đã có lòng như vậy thì em xin cảm ơn. Dạ thưa tiểu thư, đã đến lúc chúng ta phải đi rồi. Nhưng mà đi đâu mới được chứ, buổi tiệc chỉ mới bắt đầu thôi mà bác. Tiểu thư không thể chơi với những thường dân được. Hơn nữa lịch trình của ngày hôm nay đã kín hết rồi, chúng ta phải nhanh chóng di chuyển đến mũi hẹn tiếp theo. Chiều nay từ 2 giờ đến 3 giờ tiểu thư sẽ có tiết học violon. Sau đó từ 4 giờ rưỡi đến 6 giờ cô sẽ có tiết học nghi thức ăn tối. Và vì đang phải giảm cân nên không được ăn quá nhiều. Lúc 7 giờ thì có sự kiện quyên góp cho một tổ chức từ thiện, nhớ phải cười thật tươi đó. Đến 8 giờ thì có tiết học ngoại ngữ, các giáo viên đều được mời đến dạy tại nhà. Buenos días. Guten Morgen. Thưa tiểu thư, một cô gái gia giáo không được phép nằm như vậy. Ông chủ và bà chủ cũng đã từng nói qua, ân sủng sẽ đến từ tư thế của một con người, và tư thế tốt nhất sẽ được những lời bình thường tốt nhất. Trong những ngày tới, tiểu thư phải nói được 5 ngôn ngữ để tiến hành sàng lọc. Sau đó bác đừng nói nữa. Bác ơi, bây giờ con chỉ muốn được nhận quà Giáng sinh thôi, không cần những thứ khác đâu. Con cũng không cần là tiểu thư, con của ông chủ hay bà chủ gì hết, lại càng không muốn kiểm soát cân nặng. Bác hãy để cho con một mình có được không? Bây giờ tôi sẽ đưa cho tiểu thư lịch trình của ngày mai. Bắt đầu dừng lại đi sáng, tiểu dừng thư lại sẽ đi qua. Con không muốn nghe, con không muốn. Hả? Chỉ là một giấc mơ thôi sao? Thật là nhẹ nhõm, làm người già cũng không dễ một chút nào. Đây ba, mẹ ơi mẹ. Hả? Ba ơi. Có gì ăn không? Tôi đói quá à. Trời ơi. Nè ba ơi, hôm nay là ngày lễ Giáng sinh mà ba. Giáng sinh hả? Nó có phải đồ ăn không? Mẹ ơi, tại sao mẹ lại không làm bữa sáng? Con thấy ba đang gặm báo cho đỡ đói kia kìa. Bữa sáng hả? Mẹ đã làm rồi mà con. Ở đâu? Sao con không thấy? Hả? Trời ơi, sao mà nó hôi quá vậy? Cái này thì làm sao có thể ăn được hả mẹ? Đây là tất cả thức ăn mà nhà chúng ta có. Không ai ăn nổi cái đó đâu. Nhưng mà tại sao chúng ta không có đồ ăn vậy? Ít nhất thì ở trong tủ lạnh cũng phải có cái gì đó chứ. Cái tủ lạnh nhà mình bị làm sao vậy? Nó bị ngắt điện từ lâu lắm rồi. Cái gì chứ? Mẹ ơi, tụi con đói quá, cho tụi con một chút hôi túi đi mẹ. Cha Đu à, nếu như con đang rảnh thì hãy mau ra ngoài tìm thức ăn đi. Trong thùng rác của những nhà giàu quanh đây chắc chắn có đồ để ăn. Đây không phải là sự thật, mình chỉ nằm mơ thôi à. Bác quản gia ơi. Con là ai vậy? Là con nè, Cha Đu nè bác. Bác không nhớ con hả bác? Đó là Sơn Hôn mà. Bạn ấy là ai vậy? Chỉ là một kẻ ăn xin thôi thưa cậu chủ. Sơn Hôn à? Trời ơi. Có thể cho chúng tôi tiền lẻ được không? Có thể cho chúng tôi. Cũng chỉ là giấc mơ thôi. Con đang làm cái gì vậy? Mẹ ơi, nhà mình có đồ ăn không? Tất nhiên rồi, con muốn ăn sáng hả? Cái này cũng có. Thiệt là hú hồn mà. Sao mình có thể mơ kinh khủng như vậy được chứ? Cha Đu à, hôm nay có chuyện gì vậy con? Dạ không có chuyện gì đâu ba. Tại con thấy ba làm việc cực quá thôi. Nhà mình không có quá nghèo, cũng không quá giàu, như vậy là được rồi. Vậy nên ba đừng có làm thêm nhiều việc nữa nha, được không ba? Ba biết rồi. Mẹ ơi, đã có đồ ăn sáng chưa mẹ?
Mẹ còn đang phân vân không biết nấu cái gì ăn đây nè. Mẹ nấu cái gì cũng được hết, miễn không phải là thức ăn ôi thiêu thì vô tư. Thức ăn ôi thiêu thì làm sao mà ăn được? Rốt cuộc con đang nghĩ cái gì vậy hả? Con có bị ấm đầu hay không mà nói vậy? Anh nghĩ là Chadu đã đoán ra được gì đó rồi em mà. Vậy cũng tốt, chúng ta không cần phải giấu nó nữa. Ba ơi, con thích nhà của mình luôn giống như bây giờ vậy nè. Chadu ơi, ra coi có cái gì nè. Wow. Ta-da, đây chính là món quà Giáng sinh mà con muốn nè. Ba ơi, cái này thật sự là của con hả ba? Tất nhiên rồi, cái đó là của con đó. Ba ơi, mẹ ơi, con yêu hai người quá đây. Anh coi con bé vui chưa kìa. Đây là món quà ý nghĩa nhất mà con từng được nhận luôn đó. Chadu à, chúc con Giáng sinh vui vẻ nha. Mẹ ơi, hôm nay là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời của con. Nó tuyệt vời tới nỗi con còn không dám tin đây là sự thật luôn đó mẹ. Mẹ ơi, con không phải là đang nằm mơ có đúng không? Cái gì? Con đang nằm mơ đó con. Hả? Hả? Xe đạp của mình. Tại sao những chuyện như vậy lại xảy ra với mình chứ? Đẹp quá. Mình ghét sổ. Mẹ ơi, thứ này là gì vậy hả mẹ? Sao hả? Có tuyệt vời không con? Vì trong tủ lạnh không thể chứa hết được nên mẹ mới xếp thành mô hình đó. Nhưng mà mẹ nói con mới để ý nha. Nhìn nó cứ như tác phẩm của một bậc thầy vậy. Không vĩ đại thế vậy đâu con. Mặc dù ở khía cạnh nghệ thuật mẹ cũng có chút năng khiếu thiệt. Nhưng mà mẹ ơi, làm sao mẹ có được số rửa này vậy à? Thì hôm qua mẹ đã đi siêu thị. Mua một tặng chín lận. Không phải chỉ là mua một tặng một giống như bình thường thôi hay sao? Em nói cái gì? Thật là cho dù giảm giá thì em cũng đâu cần mua nhiều như vậy. Có phải chiến tranh đâu mà trữ lương thực. Anh nói cái gì vậy? Tại sao lại lớn tiếng với em chứ? Đây là mua một tặng chín lận đó anh. Cứ thử tính toán giá cả của thời gian dạo gần đây đi. Hôm bữa trong siêu thị không có khác gì có chiến tranh đâu anh à. Cho dù là vậy nhưng mà anh không chịu nắm tình thế gì hết trơn. Chúng ta phải cảm ơn khuyến mãi vì có thể uống sữa thỏa thích, còn đủ dinh dưỡng nữa. Nhưng mà mẹ ơi, ủa? Cái này ngày mai hết hạn rồi đó. Con đã kiểm tra rồi, tất cả đều sẽ hết hạn vào ngày mai đó mẹ. Những hộp trong tủ lạnh cũng như vậy luôn. Bà xã, không lẽ lúc mua sữa em không kiểm tra thời hạn sử dụng ghi trên hộp hay sao? Anh có bị gì hay không? Làm sao em có thể kiểm tra được khi đang bận chen chúc tranh đua với người ta? Chào quý khán giả, tôi có một thông tin không vui cho mọi người. Mẹ ơi, đó không phải là sữa của nhà mình mua sao? Đây là thương hiệu sữa Hello Milk tôi đã từng uống từ khi còn nhỏ. Thương hiệu này được ra đời bởi công ty Hello Dairy, nhưng vì kinh doanh thua lỗ cho nên công ty đã chính thức đóng cửa. Cái gì? Công ty bị phá sản sao? Lô hàng cuối cùng của Hello Milk đã được bán ra với giá vô cùng rẻ như một lời tri ân của công ty chúng tôi. Và theo thông báo thì Hello Milk hết hạn vào ngày mai. Hello Milk, tạm biệt các bạn. Rồi, mọi người tập trung lại đây. Bây giờ cả nhà chúng ta sẽ uống hết số sữa này trước ngày mai. Tất cả cả nhà đã hiểu chưa? Đã hiểu. Đây là bia, đây chính là bia. Em ơi, còn nữa không vậy? Cho anh một ly nữa đi. Mấy đứa con không đi học hả? Uống lẹ đi rồi đi. Được thôi. Hey, Mi à. Người tiếp theo. Con thiệt
Bi à, em làm cái gì vậy? Con không muốn uống sữa đâu, mẹ cho con cơm đi. Con nói cái gì? Mỗi lần con uống sữa đều sẽ bị đau bụng, có khi con còn bị tiêu chảy nữa đó. Gì hả? Nghe vô lý quá vậy. Không biết con phải uống đi. Nói cứ như con chưa bao giờ uống sữa vậy á. Nếu không quen thì uống cho nó quen, uống riết rồi bụng nó quen, uống sẽ được thôi. Con không thích, con sẽ không uống đâu. Cái con bé này. Tức ghê á, mẹ không thương mình gì hết à. Con xong chưa? Nhanh lên còn đi học nữa kìa. Chị ơi, mau lên đi. Con đã ra rồi nè. Mẹ mẹ, đây là cái gì nữa? Còn gì nữa chứ, đây là bữa trưa của con. Ba con và ba Bi đều đã lấy hết rồi, các con cũng mau nhận đi. Nhớ uống thật ngon nha. Giờ mẹ cũng vô nhà lấy một ít để uống đây nè. Quá đáng ghê. Thiệt là, cho dù có rẻ thì mẹ cũng không nên mua nhiều như vậy chứ. Mua một tặng chín lận mà, sao mẹ cưỡng lại được chứ. Chị ơi, chị có ổn không? Không ổn. Tại sao mọi người cùng uống sữa nhưng chỉ có một mình chị bị đau bụng thôi? À, xin lỗi con nha Sanu, con bị đau bụng như vậy là di truyền từ mẹ đó. Nghĩ mình nhất định sẽ không uống sữa. Mình đâu phải là con bò đâu chứ. Chị ơi, chị đi đâu đó? Nói vậy là bây giờ con muốn đổi tất cả phần sữa này thành một phần cơm cuộn có đúng không? Dạ, đây là một thỏa thuận rất là tuyệt vời, có đúng không con? Đúng vậy, đây chính xác là một thỏa thuận rất tốt. Nhưng mà... Cô cũng muốn bán hết số sữa này với giá của một phần cơm cuộn thôi. Đúng rồi, mình có thể dùng cái này để đổi đồ ăn với các bạn học khác mà. Tại sao mình không nghĩ ra chuyện này sớm hơn? Các bạn ơi, có ai muốn uống sữa không nè? Chanu à, mau qua đây đi. Ai ơi, những bà mẹ đúng thiệt là. Mình no quá. Mình từ bỏ không thể nào tiếp tục được nữa. Tất cả chuyện này đều vì kinh tế suy kém. Thầy ơi thầy. Em đang làm một thí nghiệm rất quan trọng, nên thầy hãy cho em mượn một cái máy đo tiếng ồn ấy thầy. Mọi người ơi, mọi người ơi, tập hợp sữa của các bạn lại đây đi. Cho một người nhận hết sữa không? Nhưng bạn là nữ hoàng trò chơi mà cha đô. Đúng rồi đó, nếu biết trước sẽ thua bạn thì sao tụi mình còn phải mạo hiểm để chơi trò chơi đó chứ. Thầy, các bạn thiệt là chậm hiểu quá đi. Đây không phải là trò chơi tìm ra người chiến thắng, mà là để chọn ra người thua cuộc. Trong trò chơi này, các bạn không cần đánh bại mình, mà chỉ cần đánh bại một người trong lớp này thôi. Thiệt chứ. Hơn nữa, người thua cuộc sẽ phải chịu trách nhiệm với toàn bộ sữa mà mỗi người mang tới. Để coi, mình có thể đánh bại được Dangi. Mình tự tin có thể thắng được Don Don. Mình sẽ không phải là người thua cuộc cuối cùng. Hôm nay tất cả các bạn trong lớp sẽ nhìn thấy mình đánh bại cho cha Du. Mình tham gia. Có hiệu quả rồi. Trò chơi này vô cùng đơn giản. Các bạn chỉ cần làm bể một cái hộp sữa rỗng đối diện máy đo tiếng ồn này. Ai nhận được chỉ số nhỏ nhất là thua. Rồi,
bây giờ mình là người cuối cùng đúng không? Đến thời điểm này, người có số điểm thấp nhất trong chúng ta chính là... Là Miễn Chi hả? Shadow, mình không có sao đâu mà. Bạn chờ gì ạ? Làm nhanh lên đây, sắp vô giờ học rồi đó. Mình biết rồi. Nhưng trước tiên, mình phải uống hết hộp sữa mới có hộp rỗng được. Shadow ơi, cố lên nha. Mình xin lỗi, nhưng mình thật sự rất ghét sữa. Mình nhất định phải làm được. Mẹ nghĩ là chúng ta có thể xử lý hết số sữa này trước ngày mai được đó. Ba cũng nghĩ vậy. Chúng ta được giải thoát rồi. Thôi ba mẹ con mới về. Hả? Về nhà rồi hả con gái? Chà đu à. Sữa tốt cho sức khỏe của mọi người. Tại sao lại tới ngay lúc này chứ? Đừng mà. Vậy là cha đu thua rồi nha. Cha đu, tiến sĩ hai của bạn được điểm cao nhất luôn đó. Cả cái gì cũng tăng, mình phải lên kế hoạch chi tiêu thôi. Đậu phụ nè, nấm nè, và một số loại rau khác nữa. À đúng rồi, cá nếu mình chỉ mua theo danh sách này thì... Giảm giá 50% chỉ trong vòng 10 phút. Nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết. Mãi vô, mãi vô. Chỉ còn 10 phút ngắn nữa thôi. Đưa giá luôn. Nhanh chân lên nào, mãi vô, mãi vô. Vượt qua sự kén. Tới giờ ăn trưa rồi, chúc các em ăn ngon miệng. Chúc em cảm ơn cô. Để coi hôm nay mẹ cho mình ăn cái gì đây. Hả? Gì chứ? Sao lại là cái này? Hả? Chuyện gì vậy hả cha đu? Cá cơm xào ớt, cá cơm lăn bột, cá cơm sốt gà. Toàn bộ đều là cá cơm. Làm sao bây giờ? Bạn không thích ăn cá cơm mà cha đu à? Thì vậy mới nói. Chuyện này cả bạn cũng biết mà sao mẹ của mình lại không biết chứ. Cha đu à, tụi mình đổi bữa trưa đi. Mình thích ăn cá cơm lắm. Cảm ơn bạn nha Minji. Bạn chu đáo thiệt đó. Nhưng mà mình quyết định là hôm nay sẽ đi một vòng thăm các bạn cùng lớp. Để coi coi ai sẽ là người không may đây. Xin lỗi vì đã làm phiền. Tôi là người lữ khách đói khát và tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu như ngài có thể cho tôi một ít sườn heo. Khoan, mình làm gì có sườn heo chứ. Ngài không lừa tôi được đâu. Nếu đã như vậy thì tức quá. Khoan đã, miếng sườn đó của Don Don mà, bạn hãy mau trả lại cho Don Don đi cha đu. Dùn sức à, là một lớp trưởng, mình không thể khoanh tay đứng nhìn bạn phá rối trật tự lớp học như vậy được đâu. Chi, nó chỉ là một miếng sườn heo thôi, trật tự gì ở đây chứ. Hả? Nè, sườn heo của bạn đây. Cảm ơn bạn nhiều nha, Dương Sắc. Ly Dương Sắc à, bạn thật sự muốn làm như vậy sao? Hey,
Chờ cha đu, mau theo cô lên phòng giáo viên. Dạ. Hả? Chuyện hôm nay em làm náo loạn như vậy là vì em không thích ăn cá cơm sao? Nhưng mà lấy đồ ăn của bạn học như vậy là xấu lắm. Và chỉ ăn những món mình thích như vậy là càng xấu hơn. Thôi mẹ con mới về. Mẹ ơi, sao nhìn mẹ có vẻ giận dữ quá vậy? Đưa hộp cơm trưa của con cho mẹ. Dạ. Con tưởng là chuyện gì chứ. Vì để cảm ơn sự tận tụy của mẹ, con đã ăn sạch sẽ luôn. Mẹ nhìn đây nè. Ồ, đúng là đã ăn hết rồi. Nếu vậy sao con không ăn thêm cái này đi? Hãy ăn vì lòng biết ơn dành cho mẹ. Đây là cái gì nữa? Con không nhận ra sao? Chỗ này là cá cơm đó con. Những món tương tự trong hộp cơm trưa của con. Nhưng mà bây giờ con chưa thấy đói mẹ ơi. Ăn hết cho mẹ. Cái con bé này, tại sao con lại để cho cô giáo gọi điện phàn nàn về việc kén ăn của con? Mau nói cho mẹ nghe, con đã làm gì với mấy món cá cơm hồi trưa rồi hả? Đã quăng đi rồi có đúng vậy không? Con đã đổ đồ ăn với Minh Chi, phần ăn còn vô con mới bỏ đi. Cái gì hả? Tại sao con lại làm như vậy? Chú ra đu, con mau nằm xuống đây cho mẹ. Mẹ ơi, con không biết là ở trong Vi có rất nhiều trẻ em đang chết đói vậy không có đồ ăn ăn hay sao? Trong khi con có đồ ăn thì lại quăng đi. Con xin lỗi mẹ, nhưng con thật sự rất ghét ăn cá cơm. Mẹ phải làm sao để trị cái bệnh kén ăn của con đây hả? Cả nhà ơi, đang tối nè. Chuyện gì vậy em? Hôm nay là ngày đặc biệt gì hả? Lâu lâu là một bữa ăn ngon cho mọi người. Mấy cho con mau vào bàn ngồi ăn đi. Dạ. Nhưng với một điều kiện, trước khi ăn bữa tối thịnh soạn này, mọi người phải ăn hết cho em cá cơm. Là cá cơm khô sao? Đúng vậy đó anh. Cá cơm khô tốt cho sức khỏe và còn ngon nữa. Nhưng vấn đề là ở đây có người không ăn. Cha đu à, con thử ăn một lần đi. Bắt trước ba đi nè. Ngon quá. Nhưng mà con không thích ăn cá cơm. Con không ăn tối luôn. Ngon quá. Không ăn tối cũng tốt, có thể giảm cân được. Ba ơi, ba biết không, chị cha đưa thích nhất là món sườn này đó. Ăn như đó đủ rồi. Để dành cho cha đu một ít nữa. Kén ăn là một thói quen vô cùng xấu, cho nên chúng ta phải sửa cho con bé mới được. Dạ, tất nhiên rồi. Tất nhiên phải sửa chứ. Không ăn cơm thì mình còn những món khác để ăn mà. Ngon lắm luôn á. Cái này ngon hơn cá khô gấp mấy lần. Cô ơi cô, cho con thêm nước súp nữa đi. Cha đu à, mặc kệ con bé đi. Mệt mỏi vì phải ăn đồ ăn vặt thay bữa tối rồi. Tiền cũng sắp hết luôn. Nhìn ngon quá. Mình có nên thử ăn một chút cá cơm khô không ta? Phải rồi,
chỉ cần tưởng tượng đó là những miếng thịt khô là được mà. Không được. Cá cơm có mặt, có mắt, có mũi và có miệng nữa. Còn phần đuôi của nó thì đắng ơi là đắng luôn. Mẹ ơi. Quá không được. Mình không thể dễ dàng đầu hàng như vậy được. Con không cần đâu. Con sẽ kiếm tiền để mua đồ ăn. Chán ghê. Mình còn quá nhỏ, không có chỗ nào chịu tuyển mình hết. Cố gắng lên cho cha đu. Mày đã chịu được lâu tới như vậy rồi, cho nên tuyệt đối không thể chịu thua được. Đúng là vậy. Thà nhịn đói còn hơn là đắng chết. Mẹ nữ vương ơi, con đầu hàng rồi, mẹ hãy cho con thuốc ăn đi. Còn dám đấu với mẹ nữa hay không? Vậy là từ giờ con sẽ chịu ăn cắt cơm rồi đúng không? Ừ, con sẽ ăn mà. Con còn muốn ăn cơm và thịt xuồng kho của mẹ nữa kìa. Được được, mẹ sẽ nấu cho con. Nhưng mà từ bây giờ cho đến sáng mai, con phải ăn hết 100 con cá khô này cho mẹ có được không? Một trăm con hả? Cái gì? Con không muốn ăn thì sao? Dạ không phải, con sẽ ăn mà. Bạn sẽ ăn thiệt hả? Bạn sẽ ăn chúng tôi thiệt hả? Có chắc là sẽ ăn thiệt không đó? Con thật sự đã ăn hết 100 con cá cơm hả? Con đã ăn thiệt mà mẹ. Để ăn hết 100 con cá cơm khô thật sự rất là khó đó. Nếu mẹ không tin có thể vào phòng con kiểm tra. Chắc chắn mẹ sẽ ngạc nhiên cho mà coi. Được rồi, kiểm tra làm gì. Ít ra thì mẹ cũng phải tin tưởng con gái của mình chứ. Mau ra ăn sáng đi con. Mẹ nấu ngon quá. Thưa mẹ có ai hả? Mấy đứa đi học vui nha. Ôi trời ơi, con nó ở sáng khoái chưa kìa. Là cá cơm. Trời cha đu, con dám gạt mẹ. Mày hãy ăn thiệt là ngon nha. Wow, chúng ta nhiều quá đi. Chú ơi chú, con muốn mua con này. Đó. Để coi. Bạn già này đáng yêu quá đi. Con chọn xong rồi, con sẽ lấy con này nha chú. Có thiệt không? Thật hả con? Con cũng biết là mua rồi thì không đổi hay trả hàng được đúng không? Tất nhiên là con biết rồi. Nói thiệt là chú cũng không nghĩ sẽ có ai mua con này. Được rồi, tâm trạng của chú rất tốt nên chú giảm giá cho con 500 won thôi. Có thiệt không chú? Con cảm ơn chú nhiều. Mẹ đã nói con không được mua đồ lung tung rồi mà. Minchi cũng có mua một con nữa đó mẹ. Con sẽ chăm sóc cho nó thật tốt, không để nó chết đâu. Giờ đã mua rồi thì có trả được đâu. Nhưng sao nhìn nó kỳ quá vậy? Con chắc nó là gà chứ. Có khi nào con lại bị lừa nữa hay không? Nó là con gà đó mẹ. Mẹ đồng ý đi nha. Con hứa sẽ dọn phân và cho nó ăn. Nếu con không làm đúng những gì mình nói thì mẹ sẽ đem nó bỏ đi, nghe rõ chưa? Dạ. Mẹ không cần phải nhắc đi nhắc lại chuyện đó đâu. Chị cha đâu, chị định đặt tên cho nó là gì vậy? Chị định gọi nó là bé Coco. Tên gì mà dở ẹt. Giữa một đàn gà lông vàng xinh đẹp, sao chị chọn có con xấu bắt này không biết nữa. Có xấu hay không thì cũng là gà của chị, đâu có liên quan gì tới em đâu.
Mà sao nó không chịu ăn vậy? Bị nhịn đói từ sáng tới giờ, chắc là phải đói bụng rồi chứ. Hay là nó muốn ăn thứ khác ta? Ôi trời ơi, sao mấy cái đứa này cứ ầm ĩ hoài không biết nữa. Anh nghe nói là cha Đu mua gà con hả? Liệu có sống nổi không đây? Nếu con bé có thể nuôi gà lớn thì mình sẽ có món canh gà để ăn. Canh gà có vẻ ngon à nha. Ông bà quá. Nếu như không muốn bị dog go cắn thì hãy đi vòng đường khác đi. Sao có chuyện vô lý như vậy? Đau bụng quá. Cô cô à, mày vẫn ở bên ngoài đúng không? Tao sợ ở một mình lắm nên mày hãy làm tiếng động cho tao nghe đi. Mình chơi không? Cũng lâu lắm rồi mình không được thấy nó. Lúc trước bạn hay dẫn nó qua đây chơi lắm. Chuyện này có chút hơi khó nói. Mà bạn biết gì không? Bây giờ Pia đã lớn gần bằng trái bóng rổ rồi đó. Còn cô thì sao? Lúc trước thấy nó cũng lớn lớn, chắc giờ bự gấp đôi Pia ha. Mình nghĩ không chỉ là gấp đôi thôi đâu. Cái con này, sao mày dám ăn củ cà rốt tao chuẩn bị cho bữa trưa hả? Mày có mau nhả ra hay không? Xin lỗi nha, nhưng chắc là nó không qua được đâu. Ôi trời ơi, bây giờ chúng ta biết phải làm gì với nó đây. Anh nghĩ là anh biết đó. Con không biết nó là đại điểu mà. Con bé đã nói là không biết rồi. Anh em không được xen vào chuyện này. Mẹ sẽ gọi cho bên sở thú mang nó đi. Không bàn cãi gì nữa hết. Đừng mà mẹ. Đừng cái gì mà đừng hả? Không lẽ con muốn nuôi con đại điểu ở nhà này hoài luôn hay sao? Nhưng con mới là người chăm sóc cho cô mà. Cô cũng giống như là người nhà của con vậy đó. Nếu nó là chó hay là mèo thì mẹ sẽ không làm như vậy đâu. Mẹ đã quyết định rồi, không có nói nhiều nữa. Không được. Cô à, chúng ta bỏ đi đi. Cha Đô à, có chuyện gì vậy? Bạn bị bệnh hả? À, không, không có gì đâu. Sao tự nhiên mình có linh cảm xấu vậy ta? Nghe chị dặn nè, hai đứa đừng có để cô tới gần mẹ, biết chưa? Với lại đừng có làm cái gì khiến cho mẹ tức giận, có biết chưa? Sẽ ổn thôi cô. Chắc là không có chuyện gì đâu không? Chị cha đâu? Hả? Không biết mẹ có gọi điện cho bên sở thú không, nhưng bây giờ có người đàn ông xấu đang ở trong nhà chúng ta đó. Quan đi cũng có nhảy nữa. Chú không được làm cô bị thương. Cô ơi, chạy cha đu, con mau tránh ra đi. Không muốn, con sẽ bảo vệ cho cô. Cô bé à, sở thú mới là môi trường thích hợp dành cho nó. Con nên để cho chú đưa nó đi. Tránh ra đi. Đau quá à. Đó là súng mà. Chạy đi cô, nhanh lên.
Chị nói sao, chuyện đó là thật hả? Coco à, nhanh hơn một chút nữa đi. Dừng lại. Sung Hoon ơi. Là Cha Đu. Bạn tìm mình có gì không Cha Đu? Sung Hoon à, cho tụi mình trốn nhờ nha. Mẹ của mình kiên quyết gửi Coco tới sở thú nhưng mình không muốn. Nhà của bạn có nhiều phòng như vậy, hay là cho mình và Coco trốn nhờ đi, năn nỉ bạn đó. Nhưng Cha Đu à, trước tiên bạn có thể giải thích tại sao bạn lại nuôi một con đà điểu hay không vậy? Thật ra mình mua Coco từ một chú bán gà trước cổng trường. Ai ngờ khi lớn lên nó lại là một con đà điểu. Chắc chắn đây chỉ là một giấc mơ thôi. Cha Đu à, mình có thể giúp bạn, nhưng bạn không thể giấu nó hoài như vậy được. Coco là một con đà điểu, nó phải sống ở một nơi rộng lớn chứ không thể bị nuôi nhốt như ốc sên được. Mình sẽ cố gắng thuyết phục mẹ của mình, bạn chỉ giúp mình tới lúc đó thôi. Dù thuyết phục được thì bên sở thú cũng sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Trời ơi, trên của mình nó mất tiêu rồi. Coco à, mày đang ăn gì á? Con đà điểu kia mau nhảy riêng ra cho ta. Có ai ở nhà không? Không, không phải chứ. Làm sao bây giờ? Họ đã tìm được tới đây rồi. Trời ơi, chúng ta nên làm gì đây? Bác Kim hả? Là con đây. Bác lái xe đến cửa sau chờ con nha. Cha Đu à, bảo đưa cô lên xe đi. Không có thời gian để ngạc nhiên đâu. Bác mau lái xe đi. Bác ơi, nhanh lên nữa đi. Trời ơi, Cha Đu, mẹ mà bắt được là con biết tay mẹ. Anh nhân viên sở thú nè, anh có thể chạy nhanh hơn một chút nữa có được không? Cha Đu à, mọi người làm ơn yên lặng giùm. Đèn đỏ rồi. Cái kiểu này chắc chắn họ sẽ đuổi kịp chúng ta đó. Sau đó thì sao? Ủa, đó là xe nhà Sơn Hôn mà. Coco à, mày bình tĩnh một chút đi. Chúng ta sắp bị đuổi kịp rồi. Họ đang tới kìa. Ôi, thò đầu ra ngoài xe nguy hiểm lắm. Mình không nhìn lầm chứ, đó là đà điểu. Nhưng mà Cha Đu làm cái gì ở đó dạ? Chuyện gì vậy? Bác Kim à, chạy nhanh hơn đi, chúng ta sắp bị đuổi kịp rồi. Phải dùng tới nó thôi. Sao tự nhiên bắt mở radio làm cái gì vậy? Nó không phải là radio. Tình huống vừa rồi nguy hiểm ghê đó. Mình cứ tưởng là đã bị bắt rồi. Nhưng mà bác ơi, chúng ta đang đi đâu vậy? Mình cứ ra ngoài trước đi. Ủa? Má, cái gì? Là sở thú hả? Chuyện này là sao hả Sung Hoon? Sao chúng ta lại ở bên ngoài của sở thú chứ? Thật sự xin lỗi bạn Cha Đu, mình đã kêu bác Kim chở tới đây đó. Bạn nói cái gì? Cha Đu à, mình biết bạn rất thích Coco, nhưng bạn làm sai cách rồi. Đây mới là nơi thích hợp với nó. Tại sao bạn có thể làm như vậy với mình được hả? Mình thật sự rất thất vọng về bạn đó Sung Hoon. Nếu bạn thật sự yêu thương Coco, vậy hãy làm điều tốt nhất cho nó. Bạn không thể suốt ngày mang nó chạy trốn như vậy được. Nhưng mà Coco là người thân của mình mà. Mình sẽ không để nó rời xa mình đâu. Nghe đây Cha Đu, bạn không phải là một con đà điểu. Bạn phải cho Coco một cơ hội chứ. Nó cần kết bạn với những con đà điểu khác, cũng cần tạo dựng một gia đình. Tuy có một chút khó khăn, nhưng bạn có từng nghĩ nếu Coco vui vẻ thì bạn cũng sẽ vui không? Nhưng mà... Ủa? Coco ơi! Không được, tao không muốn xa mày. Chỉ là một giấc mơ thôi. Đức trai, có câu hỏi tiếp theo. Baby nói cho chị nghe, con gà có mấy ngón chân? Có hai ngón. Sai rồi, câu trả lời là 4. Đà điểu thì mới có 2.
Chỉ cần may lại là được rồi. Vậy mắc cổ với bạn bè lắm. Có ai mà nhìn dưới chân của con đâu chứ. Con ráng mang hết mùa đông này, năm sau mẹ mua vớ mới cho. Nhưng mà mẹ ơi, lũ bột lỗ lớn luôn á. Đừng có mà cam đàm nữa, đi chỗ khác chơi. Thời buổi này ai mà mang vớ giá tùm lum đi ra đồn chứ, người ta cười chết. Con phải nên cảm ơn mẹ, vì ít ra con còn có vớ để mang. Mẹ còn phải lo rất nhiều thứ cho gia đình của chúng ta nữa. Với tiền lương ít ỏi của ba con thì đâu có đủ. Con hiểu chưa hả? Chắc chắn là ba của con phải vất vả lắm. Ý, cái con nhỏ này nói gì vậy? Chị ơi, hả? Sao ba vẫn chưa về nữa? Chị không biết, chắc có lẽ là ba đã uống rượu say rồi. Ê, em không nghĩ vậy. Hôm nay ba không uống rượu đâu. Hôm nay là ngày lãnh lương, cho nên chắc chắn là ba của con đã đi uống rượu với đồng nghiệp rồi. Thôi chết rồi. Mình ơi. Hả? Mình làm gì ở đây vậy? Ba. Còn mình đang làm gì ngoài đây mà giờ không chịu về nhà hả mình? Thật ra là anh... Mình lại say xỉn đó phải không mình? Thật sự thì anh muốn đi về nhà sớm lắm. Nhưng mà sếp của anh cứ ép anh phải uống một vài ly á mà. Mình nghĩ là em khờ khạo sẽ tin mấy lời nói dối của mình hay sao? Lãnh tiền thưởng mùa đông rồi có phải không? Mau đưa cho em đi, nhanh lên. Xài hết rồi hả? Không không không, mà anh không dám đụng tới số tiền đó đâu mà. Vậy tiền thưởng mùa đông đâu rồi? Đưa em mau. Anh lỡ làm mất nó rồi. Cái ông này dám làm mất hả? Cuộc thi những giọng hát hay. Ôi trời ơi, em phải làm kim chi. Nhưng mà rau cải bây giờ mắc quá trời. Rồi còn phải thanh toán tiền ga, tiền điện, tiền nước nữa. Bây giờ chúng ta phải sống làm sao đây? Nhất định anh sẽ tìm cách giải quyết mà. Nên anh xin em đừng nói nữa. Là cậu? Phải, cả nhà đều ở nhà hết sao? Xin chào tất cả mọi người. Được. Em lên Seoul làm cái gì vậy? Chị ơi thôi mà, phải có chuyện gì mới thăm anh chị được hay sao? Có đúng như vậy không anh? Phải, chú nói đúng lắm. Em đói bụng quá. Chị ơi có gì ăn không hả? Mà nhân tiện cũng nói luôn, em ở đây khoảng một tháng được chứ? Hả? Có chuyện gì vậy? Bộ ai bị mất tiền hay sao? Nè, im lặng cái đi, em ồn ào quá hả? Đúng thật là, chị bị làm sao vậy hả? Em đã đến ăn bám nhà người ta rồi còn gây ồn ào nữa. Bây giờ em mau về quê đi. Chị ơi, hai chị em mình bao nhiêu lâu không gặp rồi mà. Ôi, làm ơn bỏ giọng điệu đó giùm tôi. Nếu chị đối xử với em như vậy á, sau này chị sẽ phải hối hận đó. Còn lâu mới hối hận à. Nè, chị coi đi. Cuộc thi những giọng hát hay, giải thưởng cho người thắng là 100.000 won và còn tặng thêm một lò sưởi cao cấp. Thôi đừng, mẹ xem ở đâu vậy? Chị đã tin em chưa? Chị không nghĩ em sẽ chia giải thưởng này với chị hay sao? Em thực sự nghĩ mình sẽ chiến thắng hả? Dĩ nhiên là vậy rồi, bài nhạc rock của em sẽ thắng. Được rồi, vậy chúng ta sẽ thử một lần. Choi Chanu, Choi Mimi, Choi Sungi, tập hợp. Các con có muốn ăn ngon hay không? Trả lời. Dạ có. Các con có muốn sống trong ngôi nhà ấm áp không? Dạ có. Chanu, con có muốn mua vớ mới không? Nếu tất cả các con đều muốn như vậy thì các con nhất định phải chiến thắng trong cuộc thi hát lần này.
bằng bất cứ giá nào cũng chiến thắng, dù khó khăn như thế nào cũng phải chiến thắng. Mục tiêu của các con là phải làm tốt nhất và giành chiến thắng, có rõ chưa hả các con? Dạ. Là nhỏ quá, mẹ chưa nghe gì hết, là lớn hơn nữa. Dạ. Ngẩng cao đầu lên coi Barbie. Còn chơi Shadow, hãy làm cho đúng coi. Chị ơi, có một chút nữa thôi, có được không? Chơi Shadow, không được bỏ cuộc. Người tiếp theo. Ô, có gì chứ, anh nữa hả? Ai cũng có thể làm được, hãy cố gắng lên, làm cho thật tốt vào. Hả? Làm cái gì vậy? À. Chúng ta là thí sinh màn số 8, Joy Hong. À, cái gì vậy? Tới lượt mình rồi hả? Ba ơi, hãy cố gắng lên. Ôi không, ba đã bị loại rồi. Hey, trời đất ơi, ba của các con không làm được trò trống dễ trơn à. Và sau đây là người tiếp theo, đó là thí sinh màn số 9, cô Nadia. Xin chào mọi người. Dạ, chào đón thí sinh tiếp theo của chúng ta là người sống chết cùng với nhạc rock. Thí sinh mang số 10, mời bước ra sân khấu. Sinh cuối cùng của chúng ta, các thí sinh này thật sự rất đáng yêu. Xin được giới thiệu, đây là nhóm ba chị em. Wow. Wow. Cố lên Shadow. Shadow. Cố lên. Cố lên nè. Cố lên. Kính chào mọi người. Con sẽ cố gắng hết sức. Ô nhi tức thao ưu đi, chính phủ hai giá anh nhau. Kể đưa mình tha đủ, dòng đằng xu nhờ tha đau. Mang con xu đi, sợ đắp khứ ghê. Đắp khứ ghê về, cho ba. Lấy 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 lấy, cô mê. Lấy lấy lấy. Ở đi đừng chỉ gái xu ý sợ. Hãy chuẩn bị nhé. Ok. Yeah!
Nếu như có thể giành được giải nhất thì chúng ta sẽ có thể ngủ trong một căn phòng thật là ấm áp và xem tivi. Không có ai hiểu được nhạc rock của mình hết trơn. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã tự làm bè mặt của mình. Tất cả mọi chuyện cũng đều là lỗi của anh. Nếu anh không làm mất tiền thì đâu có chuyện gì xảy ra đâu. Cắt điện rồi. Ai kéo chân tôi? Ai kéo chân tôi vậy? Còn ai vào đây nữa? Chính là ba con đó. Sao em nói anh làm chứ? Không phải anh đâu mà. Thầy giáo. Con làm cái gì vậy hả? Nếu con không muốn ăn đòn thì hãy giữ im lặng một chút đi. Mẹ ơi, mẹ. Con làm gì mà cứ kêu mẹ hoài vậy? Tắt tivi mau lên. Mẹ ơi, mẹ tắt giùm con ơi. Nếu sợ thì đừng có coi phim ma. Mau ra ngoài đó nghe điện thoại đi. Minh Chi gọi cho con kìa. Minh Chi à, là mình đây, có chuyện gì vậy hả? À, Shadow ơi, bạn hãy trả lại cuốn tập mà bữa trước bạn đã mượn của mình đi có được không? Sao, mình đã mượn tập của bạn hả? À, là cuốn tập đó hả? À, nhưng mà mình đã bỏ quên ở lớp rồi, vậy thì để sáng thứ hai mình sẽ trả lại cho bạn được không? Cái gì chứ, thứ hai là thi giữa kỳ rồi, làm sao mình ôn bài được đây, mình đã nhắc bạn trả lại rồi. Hả? Gì chứ? Hôm thứ hai là tới thi vũ kỳ hả? Mấy bài tóm tắt ôn tập của mình đều nằm ở trong đó hết. Làm sao mình ôn bài được? Mình xin lỗi nha Minh Chi. Mình thật sự không biết thứ hai là thi vũ kỳ. Mấy giờ rồi hả? Bây giờ cũng chưa trễ lắm đâu. Chúng ta đến trường xin bác bảo vệ vào lớp lấy nha. Bây giờ sao? Ngày mai là chủ nhật rồi, trường sẽ không mở cửa đâu. Vì vậy bây giờ mình sẽ đi. Nếu bạn không muốn đi thì mình cũng dẫn đi. Sao mình lại có thể để cho bạn đi một mình được? Thôi được rồi, 10 phút nữa chúng ta gặp nhau rồi đi tới trường. Vậy nha, chút nữa gặp lại. Chưa tới 9 giờ mà. Thôi được rồi, giờ đi vẫn còn sớm. Chắc chắn mọi việc sẽ ổn. Con chưa tắt tivi kìa. Dạ con tắt đây. Mẹ ơi, con đi qua gặp Minh Chi chút nha. Đã trễ rồi còn đi đâu nữa hả? Sao tối hôm nay trời lại nhiều gió quá vậy? Mà chắc là cái hẻm này lúc nào cũng vẫn tối như vậy ha. Ngày nào chúng ta cũng đi đường này mà. Nè Minh Chi à, bạn có muốn chạy không? Hả? Cái là cái gì vậy? Là cái gương thôi mà. Gương? Shadow à, chào bạn. Nghe nè Minh Chi à. Hả? Không biết là bác bảo vệ có ở trường không ha? À đương nhiên rồi, làm gì có trường nào không có bảo vệ chứ. Này một phần bánh mì. Đó không phải là Don Don sao? Nè Don Don ơi, sao bạn lại ở đây một mình vậy? Mấy bạn kia đâu?
Junseok và Jaehyun đã đi đến trung tâm giáo dục để học thi rồi. Bọn họ đã bỏ rơi mình. Không lẽ hai bạn cũng đi đến đó học sao? Không có, tụi mình đang đi tới trường. Đến trường? Giờ này đến trường để làm gì? Lấy cuốn tập mình bỏ quên ở trong lớp. Có vẻ như hiện giờ bạn không bận gì hết. Bạn có muốn đi cùng tụi mình không? Chadu à, sao bạn lại rủ Đôn Đôn đi chung? Thì thêm một người đi càng vui hơn. Và tụi mình còn bất sợ hơn. Mình thật xin lỗi, mình có hạn với Junseok nên mình không thể đi với hai bạn được. Nè, đúng là nói dối. Bạn vừa mới nói Junseok và mấy bạn khác đã đi học thi rồi mà. À quên, đúng rồi, không phải Junseok mà là... Là bạn đang sợ có đúng không? Không hề đâu nha. Một người can đảm như mình đây không hề sợ gì hết. Có máu ở chân bạn kìa. Bạn đúng là một người nhát gan, to xác nhưng mà có lá gan của con chuột, còn dám nói mình là người can đảm không sợ gì hết nữa. Cái gì chứ? Bạn nói như vậy đã đủ chưa? Nếu không đúng thì bạn hãy chứng minh đi. Mình không biết phải chứng minh làm sao hết. Thôi được rồi, nếu như các bạn cảm thấy sợ thì mình sẽ đi chung với các bạn luôn nha. Nè, gì vậy chứ? Còn sáng hơn cả ban ngày nữa. À, đó chính là bác bảo vệ kìa. Được rồi, sao còn không mau vào trong đó đi. Bác bảo vệ ơi, chắc là bác bảo vệ đang bận rồi hay sao á. Chúng ta cứ vào trong lớp lấy cuốn tập đi. Nè Minji ơi, mình thật sự xin lỗi vì đã gây phiền phức cho bạn nha. Lần sau mình hứa sẽ trả tập sớm hơn. Không cái gì đâu mà. Bạn có muốn đến nhà mình để cùng ông bà chung không? Không mở cửa được nè. Sao vậy? Nè, này có ai ngoài đó không vậy? Mình nhớ chắc chắn là khi vào lớp để mở cửa sẵn mà. Làm gì mà dữ vậy, đồ nhát gan. Mình đếm đến ba, tất cả chúng ta cùng kéo nha. Hiểu rồi chứ? Một nè. Hai nè. Đau quá. Không hay rồi, chắc là đã bị thương. Bạn đứng lên có được không? Đau lắm, đau lắm. Minji à, bạn hãy đỡ ở bên phải nha, còn mình sẽ đỡ ở bên trái. 1, 2, 3. Cái đồ mập ú ú này, bạn ăn cái gì mà sao lại nặng dữ vậy hả? Mập quá đi. Giảm cân đi, giảm cân đi. Có biết chưa hả? Minji à. Ê Minji à, vậy là không được rồi, phải lăn bạn ấy thôi. Trời đã, tiếng đó là tiếng gì vậy? Shadow, Minji à, đừng bỏ mình ở lại. Lối thoát hiểm kìa, sắp ra bên ngoài rồi, chạy nhanh lên đi. Thì mình đây đâu có gió. Mẹ ơi mẹ, cứu con với. À, đúng rồi, đó là bác bảo vệ. Bác bảo vệ đi đâu mất tiêu rồi. Cái gì vậy?
này còn ai ở đây chứ? Trời tối rồi mà các con còn làm gì ở đây hả? À, các con lấy giờ hết cái gì? Chỉ là áp phích quảng cáo thôi mà, chắc là gió thổi bay tới đây. Nhưng mà trễ rồi sao các con còn tới trường làm gì? Tụi con tới để lấy tập. Lần sau còn đến lấy đồ vào giờ này các con sẽ sợ chết luôn đó. Còn con không sao chứ? Chân của con bị sưng như vậy chắc là đau lắm hả? Con không sao đâu bác bảo vệ. Bác có thể cho con xuống trước cổng trường. Con cảm ơn bác nhiều. Mà bác ơi, bác cần phải cẩn thận đó nha. Ở trong trường có nhiều tiếng động kỳ lạ lắm. Cửa còn tự động đóng lại nữa. Ở đây làm gì có mấy chuyện đó. Chắc là do các con sợ quá nên tưởng tượng. Không có đâu. Con nói thiệt đó bác. Bác nhớ là phải mang theo đèn pin và luôn bật sáng nó đó. Cảm ơn con đã quan tâm. Nhưng bác có thể đi ở trong bóng tối được. Các con về nhà cẩn thận và đừng có sợ gì hết nếu như nhìn thấy áp phích ở trên đường nha. À, có biết chưa? Dạ, con cảm ơn bác. Được rồi, nhớ phải đưa các bạn của con về tận nhà nha. Trời ơi, mọi thứ đã bị hư hết rồi. Dạ, thưa cô giáo, tôi nghĩ cần phải thay đồ mới lại thôi. Ai có thể làm được việc này chứ? Tôi sẽ kêu quản lý nhà kho sẽ cho thay thế mọi thứ vào ngày mai. Xin chào cô giáo. Ôi trời ơi. Bác bảo vệ ơi. Hả? Nè mấy đứa, có chuyện gì vậy? Bác ơi, cho con hỏi bác bảo vệ ở đây tối thứ bảy hiện có đang ở trường không? Hả? Không có gì, tụi con chỉ muốn cảm ơn bác ấy thôi. Hôm nay bác ấy có đến trường không vậy? Bác bảo vệ nào chứ, mấy đứa đang nói gì vậy? Bác là bảo vệ duy nhất của trường mà. Mà hơn nữa, không ai ở đây vào tối thứ bảy hết. Saranghae 그리고 설레는 마음 사랑은